Ở thời nhà Đông Hán, nếu để nói về tướng tài thì có mà kể đến Tết Tây cũng chẳng hết. Thế nhưng nếu nói về vị tướng hoàn hảo nhất thì chắc chắn cái tên đó sẽ thuộc về Triệu Vân. Triệu Vân hay còn được gọi là Triệu Tử Long là người quận Trường Sơn xưa, nay là tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ông sinh ra và lớn lên dưới thời kỳ Tam Quốc, lắm phong ba, nhiều bão táp. Hồi còn nhỏ thì Triệu Vân đã được nhận xét là có tướng mạo khôi ngô bất thường. Lớn lên một chút, bước vào cái độ tuổi thì là Vân lại càng khác người hơn khi sở hữu chiều cao 8 thước, da trắng, mắt rồng, mày rậm, má bầu, sống mũi diều hâu. Kể mà nếu không biết Vân từ trước, chắc hẳn nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cô gái với các đường nét mê người, chứ chả ai nghĩ là một nam nhi đại trượng phu. Sinh ra trong thời chiến, cho nên Triệu Vân thuở bé cũng mê binh đao võ thuật lắm. Mới biết một chút, Vân đã tự ra ngoài lấy cái que, cái gậy làm kiếm, ngày ngày chăm chỉ tập luyện võ thuật. Tuy nhiên Vân biết tự lượng sức mình sẽ không thể khá lên được, cho nên vào năm 18 tuổi, ông quyết định rời khỏi nhà chung để đi tầm sư học đạo. Thế rồi may mắn Vân gặp được Bích Vân Đại Sư, được ông thu nhận làm đồ đệ và dạy cho Vân cách luyện thương, một loại vũ khí thời bấy giờ như đao kiếm. Chẳng mấy chốc Vân đã trở thành một chàng thanh niên võ nghệ cao cường. Đến năm 184, khi đội quân Khăn Vàng nổi dậy chống triều đình nhà Hán, Vân được anh em trong vùng cử đi gia nhập với đội của tướng Công Tôn Toản để dẹp loạn. Từ ngày theo Công Tôn Toản, Vân càng tỏ ra là một người chí dũng song toàn. Ông luôn phò tá, dốc hết sức lực cùng tướng Toản vượt qua các trận chiến. Đến ngay cửa Lưu Bị, một tướng cấp dưới của Toản cũng vô cùng yêu mến cậu thanh niên Triệu Vân này. Thế nhưng khi cuộc chiến vẫn đang trong giai đoạn giao tranh ác liệt thì anh cả của Vân mất. Ông cáo từ Công Tôn Toản để về quê chịu tang anh. Nghe đến đây, Bị sợ rằng Vân sẽ một đi không trở lại, sợ sẽ làm lỡ mất nhân tài, cho nên Bị đã tìm gặp Vân và ngỏ ý hẹn ngày tái ngộ, anh em lại chén chú chén anh. Phải cho tới khi Vân gật đầu đồng ý thì Bị mới yên tâm để Vân ra về. Thế nhưng ở đời, ai biết trước được điều gì? Chẳng bao lâu sau thì tướng Công Tôn Toản bị tiêu diệt dưới tay của Viên Thiệu, kẻ cầm đầu đội quân nổi dậy. Lúc này quân của Lưu Bị cũng đang vào thế lâm nguy. Nghe ngóng được thông tin, Triệu Vân liền tới tìm Bị để phó tá. Và thế là lúc này, Vân chính thức về với tập đoàn chính trị của Lưu Bị. Đến năm 204, Lưu Bị dẫn theo Vân khởi binh đến huyện Diệp ở phía tây nam Hứa Xương để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với quân của Ngụy do Tào Tháo chỉ huy. Tướng của Tào lúc bấy giờ là Hạ Hầu Đôn và Vu Cấm mang quân ra truy kích Bị, nhưng đã bị Triệu Vân đánh bại và bắt sống được thuộc hạ là Hạ Hầu Lan. Mới đầu Lưu Bị định cho xử chết, nhưng phận đời đưa đẩy thế nào, Hạ Hầu Lan lại là anh em thời cởi chuồng tắm mưa của Vân. Nể thâm tình bao lâu nay, Vân bèn xin tha chết cho Lan và được Bị chấp thuận. Đến năm 208, trong cuộc chiến giao tranh với quân của Tào ở Đương Dương, Lưu Bị đã thua lớn và phải bỏ cả vợ cả con để chạy về phía nam. Triệu Vân khi ấy không những không bỏ của chạy lấy người mà còn đơn phương độc mã, vừa ôm con của Lưu Bị là Lưu Thiện, vừa bảo vệ vợ Bị mà dám tả xung hữu đột, lao thẳng vào vòng vây của Tào. Điều này đã khiến Bị cảm kích vô cùng, còn những thuộc hạ khác được một phen nể phục Vân. Song đâu chỉ có Bị mà ngay cả tướng địch là Tào Tháo cũng vô cùng khâm phục lòng trung thành và sức mạnh của Vân. Cho nên Tào đã ra lệnh quân sĩ không được bắn lén mà phải tìm mọi cách bắt sống với mưu đồ chiêu mộ Vân về đội của mình. Nhưng xui cho Tào là Triệu Vân đã thắng thế và giải cứu người thành công. Đã thế lại còn giết chết được vô số tướng địch. Sau đó Vân được phong làm nha môn tướng quân cùng với các tướng của Lưu Bị tham gia liên minh với Tôn Quyền, quân chủ nước Đông Ngô để đánh bại quân Tào Tháo trong trận Xích Bích vang danh thiên hạ. Với chiến công lần này, Vân tiếp tục được giữ chức thái thú quận Quế Dương. Con đường quan lộ của Vân khi ấy cứ phải gọi là trải đầy hoa hồng. Năm 214, việc đánh chiếm Ích Châu gặp nhiều khó khăn, khiến Lưu Bị phải quay về ải Hà Manh. Đồng chí Triệu Vân ngay lập tức nhận lệnh lên đồ cùng với tướng Trương Phi và quân sư Gia Cát Lượng mang quân vào Tây Xuyên yểm trợ. Sau đó bộ ba quyền lực này liên tục giành được những chiến công khi chiếm được Giang Châu và sau đó là Tây Xuyên. Và đương nhiên, có công phải thưởng. Sau liên hoàn thắng lợi ấy, Triệu Vân được phong làm Dực Quân tướng quân và được ban nhà cửa ruộng vườn ở thành đô làm phần thưởng đính kèm. Tuy nhiên, Vân không muốn lấy của dân, cho nên đã thẳng thắn từ chối. Năm 213, Lưu Bị tiếp tục mang quân đánh vào Ích Châu. Khi ấy vợ của ông là Tôn Phu Nhân, đồng thời cũng là em gái của vua nước Đông Ngô, thường tự ý dắt lính theo hầu diễu võ Dương Oai, khiến dân tỉnh vô cùng ngứa mắt. Còn thằng anh Tôn Quyền, sau khi nghe tin Bị vắng nhà, bèn phái một đội thuyền đến Kinh Châu để đón em gái và bắt Lưu Thiện về theo. Nhưng nào có dễ đâu, Triệu Vân hay tin liền mang quân ra chặn đường sông. Sau một hồi thuyết phục ả đàn bà kia không được, thì cuối cùng Vân cũng thành công buộc ả ta và thằng anh trai mình để lại Lưu Thiện. Đây cũng được coi như là lần thứ hai mà Vân có công cứu giá thành công người nhà của Bị. Đến năm 221, Lưu Bị vì lâm bệnh nặng mà qua đời. Nhưng trước khi mất,
Bị đã kịp thời chuyển giao nhân tài cho cậu quý tử Lưu Thiện, và nhân vật đó không ai khác chính là Triệu Vân. Khi ấy bên cạnh Bị còn có những tướng tài khác như là Quan Vũ hay là Trương Phi. Tuy nhiên Bị cho rằng hai người này, một người trời sinh có tính tự phụ, người còn lại thì quá cao ngạo. Cho nên sau khi Bị qua đời, hai người ấy sẽ không dễ dàng phục tùng một vị quân chủ trẻ như Lưu Thiện. Còn Vân thì ngược lại, Vân trung thành, Vân tình cảm, đã thấy Lưu Thiện trước kia cũng do một tay Vân cứu mạng. Song quan trọng nhất ở chỗ, Triệu Vân một khi đã nhận lệnh thì chắc chắn sẽ vâng mệnh mà làm việc, tuyệt đối không tự kiêu tự đại. Cho nên suy đi tính lại thì Triệu Vân vẫn là người hoàn hảo nhất để chuyển giao cho tân đế vương. Thậm chí Lưu Bị còn ban cho Vân một đặc ân rằng có thể thẳng tay giết chết người nào không thần phục Lưu Thiện. Thế mới thấy rằng Triệu Vân trong lòng Lưu Bị quả thực không phải dạng vừa đâu. Sau khi Lưu Bị chết thì năm 223, Lưu Thiện lên ngôi. Người mới nhưng không quên tình cũ, ông đã liên tục cho Triệu Vân giữ các chức cao trong triều như là Trinh Nam tướng quân, Vĩnh Trang đình hầu và sau đó là Trấn Đông tướng quân. Đến năm 227, Triệu Vân khi đó đã là tướng quân đứng đầu quân đội nước Thục. Ông theo Lương Quân Sư dẫn quân lên Hán Trung, bắt đầu công cuộc Bắc phạt lần thứ nhất với mục đích là khôi phục lại nhà Hán. Mùa xuân năm 228, Triệu Vân được lệnh hành quân qua Tà Cốc làm nghi binh cho quân của Lương Quân Sư. Trong suốt cuộc chiến, Vân đã phải chống chọi với binh lực vô cùng mạnh của tướng Ngụy là Tào Chân. Thế nhưng với mưu trí cũng như kinh nghiệm binh biến của mình, Vân đã phòng thủ thành công và dẫn quân rút về an toàn. Về nước, Vân lại được phong chức thành Định Quân tướng quân. Lượng Quân Sư khi ấy thấy Vân quá đỉnh khi không để tổn thất quân sĩ nào, bèn bảo Vân lấy vải vóc mà thưởng cho quân. Nhưng một lần nữa, con người không xem trọng của cái ấy đã đứng ra từ chối, vì cho rằng ông đã để thua trận cho nên không đáng nhận thưởng. Người đời vẫn cho rằng nếu đại nghiệp Bắc phạt có thể hoàn thành, thiên hạ quy về một mối thì người có công cứu mạng và phò tá tân đế như Triệu Vân ắt sẽ có được chức vị dưới một người trên vạn người. Chỉ tiếc rằng điều đó đã không trở thành sự thực. Bao năm chinh chiến nơi xa trường, lao lực quá sức, cuối cùng đến năm 229, Triệu Vân đột ngột mắc bệnh nặng mà qua đời, để lại sự nuối tiếc vô cùng cho hậu thế Thục Hán. Tuy nhiên, đến năm 260, khi các tướng quân quá cố là Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung đều được Lưu Thiện truy tặng tước hầu, thì mặc nhiên Triệu Vân lại bị vắng mặt trong danh sách đó. Kể ra thì cũng khó hiểu, vì rõ là Triệu Vân là một người có công rất lớn trong việc lập ra nhà Thục Hán, đã thế còn cứu mình mấy mạng, ấy vậy mà giờ đây chỉ một cái danh thiện cũng không cho Vân. Một số tướng trong triều khế đã tỏ ra vô cùng bất bình với Lưu Thiện về việc này. Và đương nhiên rồi, phép vua còn thua lệ làng. Sau rất nhiều kiến nghị thì sang năm 261 thì Lưu Thiện mới chịu truy phong Vân là Thuận Bình Hầu. Vậy cũng đủ để thấy được rằng Triệu Vân rất được lòng quân và dân. Không chỉ được biết đến như một vị tướng vĩ đại của đất nước, mà ông còn khiến thần dân nể phục bởi lòng trung thành, tận tụy cùng nhân phẩm cao quý. Nói Triệu Vân là một vị tướng hoàn hảo, quả là không ngoa chút nào, đúng không anh em? Còn các ông thì sao? Các ông nghĩ thế nào về vị nhân vật Triệu Vân? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video nhé. Ngoài ra nếu anh em thấy hay thì đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong các video tiếp theo.